Đối với doanh nghiệp Quốc Việt thì tôi thấy cái chị Hoa này chỉ có cái nỗi niềm đam mê mà khủng khiếp. Tôi chưa thấy ai mà đam mê làm cái guốc Việt Nam như thế. Rõ ràng là văn hóa Việt Nam là gắn liền với guốc, với áo the, khăn xếp. Nhưng mà cái người mà mong muốn gìn giữ cái guốc này thì thực ra là ở Việt Nam cũng không nhiều đâu. Một con người đã thất bại trong việc kinh doanh guốc mà vẫn muốn quay lại guốc, xong tìm mọi cách để quay lại guốc thì tôi thấy cũng đáng nể. Và vì vậy nên là dù cái doanh nghiệp này bé nhưng tôi vẫn đầu tư. Và tôi tin tưởng rằng là với các cái cơ sở hạ tầng như của Intracom và với những cái đối tác kinh doanh của Intracom ở trên quốc tế thì tôi tin tưởng rằng là chúng ta sẽ đưa guốc Việt Nam không những cho người Việt Nam dùng mà bạn bè quốc tế cũng sẽ biết được đến guốc Việt Nam. Tôi đi Hà Lan rồi, guốc của Hà Lan vào các xưởng làm guốc của Hà Lan, khách du lịch được thăm và được mua guốc và nhiều người cũng mua guốc. Tôi sang Nhật rồi, tôi thấy là ở Nhật người ta cũng có những địa điểm du lịch người ta bán guốc. Tại sao guốc Việt Nam lại không có tên trên bản đồ thế giới? Và tôi khẳng định là tôi sẽ giúp doanh nghiệp guốc Việt này thực sự là niềm tự hào của người Việt Nam.